Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Tây Hồ Formosa vào ngày 8 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Chuyện người tu hành Ấn Độ Arjuna. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức các khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 15. Ở Ấn Độ có một bộ kinh rất quan trọng gọi là Chí Tôn Ca, Bhagavad Gita. Đối với Ấn Độ giáo rất là quan trọng, bộ kinh này hơi khác với những bộ kinh khác. Nghe nói tài sản của Milarepa chỉ có một bộ kinh Chí Tôn Ca và một cái chén mẻ, cho nên Hiển Tông, Mật Tông đều là từ Ấn Độ truyền qua. Chúng ta không thể bỏ quên triết học của Ấn Độ. Ấn Độ đời đời kiếp kiếp là thánh mẫu của tinh thần. Trung Quốc cũng có nền triết học riêng, nhưng trước đây, nói chung, giữa Ấn Độ và Trung Quốc đều có liên lạc với nhau. Đa số những triết học lớn đều từ Ấn Độ truyền qua. Một điều lạ là có một vị thánh nhân tên là Rama, xưa kia Ngài có ở nước Đức một thời gian. Ngài là vị thánh nhân rất nổi tiếng ở Ấn Độ. Hồi đó, Ngài ở Black Forest, Đức Quốc, dạy người Đức pháp môn bí truyền. Tôi nghĩ rằng đó là pháp môn Quán Âm. Chúng ta thấy từ Ấn Độ qua Đức, có phải là xa lắm không? Thời đó làm sao mà họ đi được? Tôi không hiểu. Có thể người ta đi bằng tàu. Ngài qua đó truyền pháp một thời gian rồi trở về Ấn Độ. Đây là để cho quý vị tham khảo một chút, để biết rằng không có quốc gia nào riêng biệt. Từ xưa đến nay, người ta vẫn cứ đi qua đi lại. Vị Rama này chuyên dạy kinh Chí Tôn Ca. Chúng ta có thể thấy, ngày xưa nước Đức đã nhận ảnh hưởng của Ấn Độ rồi. Có nhiều vị tu sĩ Ấn Độ giáo và hòa thượng Phật giáo, sau này đến Trung Hoa và Âu Lạc, chúng ta đều nhận ảnh hưởng của họ. Kinh Chí Tôn Ca là cốt tủy của triết học Ấn Độ. Bộ kinh này khác biệt với các kinh điển khác, bởi vì trong đó không những viết về đạo lý mà còn ghi chép lại một giai đoạn lịch sử của Ấn Độ nữa. Thánh Kinh cũng giống như vậy. Trong Thánh Kinh không phải chỉ nói về đạo đức, về Thượng Đế, mà còn ghi lại rõ ràng những cuộc chiến giữa các quốc gia. Tương tự như vậy, bộ kinh Chí Tôn Ca ghi chép lại thời nội chiến của Ấn Độ. Trong đó có Arjuna là vị đại tướng có trách nhiệm lãnh đạo binh lính đánh với kẻ địch. Nhưng Arjuna là người tu hành, chứ không phải là một vị tướng bình thường. Vì là người tu hành, cho nên Arjuna có đạo đức và lòng từ bi. Ngài không muốn sát sinh, vì Ấn Độ giáo rất xem trọng về Ahimsa, có nghĩa là không thể làm tổn hại đến các chúng sinh khác. Cho nên, quý vị có thể thấy được nội tâm Ngài tranh đấu như thế nào rồi. Trong bộ kinh đó có nói rất nhiều về vấn đề của nhân loại, sự tranh đấu trong tâm con người, nên làm tròn trách nhiệm hay làm một con người đạo đức. Muốn làm một người đạo đức thì phải bỏ gươm đao xuống, nhưng muốn làm tròn bổn phận thì phải làm người lính tốt, phải giết giặc. Vị tướng này không biết phải làm sao, mỗi ngày cứ giằng co bên trong rất là đau khổ. Mỗi khi vị này gặp khó khăn là tọa thiền, để gặp sư phụ bên trong kinh gọi là Thượng Đế. Thượng Đế đã xuất hiện và nói với Arjuna rất nhiều chuyện đạo đức. Đương nhiên Thượng Đế khuyên Arjuna không thể sát sinh, không tà dâm, không thể nói dối, không thể uống rượu. Nhưng Thượng Đế cũng bảo Arjuna cần phải giết kẻ địch. Arjuna dĩ nhiên bị bối rối, nên bèn hỏi Thượng Đế rằng, nếu làm như vậy thì xem như phạm giới sát sinh rồi. Thượng Đế nói với Arjuna là không sao, vì họ vốn đã chết rồi. Chúng ta nghe khó hiểu phải không? Ngài Arjuna cũng không tin và cũng không hiểu được, nên Thượng Đế mới dùng thần thông kéo đẳng cấp của Arjuna lên cao hơn, cho Ngài thấy binh lính của kẻ địch và của bên Ngài thật sự đều đã chết hết, họ không có năng lực chủ động, tất cả đều do lực lượng Thượng Đế bên trong điều khiển, thì họ mới cử động, giống như những hình bù nhìn. Arjuna đã thấy được như vậy. Thượng Đế cho Arjuna thấy để Ngài thật sự không cần phải gánh trách nhiệm đó, cần phải làm người lính tốt mà thi hành mệnh lệnh của nước nhà, không nên nghĩ vẩn vơ, không nên bối rối giữa vấn đề đạo đức và trách nhiệm. Ngài không phải cố ý giết người, mà chỉ làm tròn trách nhiệm mà thôi. Arjuna đã thấy được tình trạng đó, đã thấy được mình không cần phải gánh trách nhiệm. Tất cả đều do sự an bài của Thượng Đế. Những binh lính đó vốn đã chết, và phải chết. Họ như là những bộ máy tự vận chuyển, chứ không phải có linh hồn gì trong đó. Có nghĩa là linh hồn không phải ở đó, Thượng Đế đã lấy đi rồi, họ vốn đã chết rồi. Tuy vậy, Arjuna vẫn không thể nào bỏ tâm đạo đức xuống được, quý vị biết tại sao không? Đây là vấn đề khiến chúng ta bị trói buộc. Tuy chúng ta biết rằng vũ trụ vốn vô sự, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy là chúng ta làm. Nhà này là mình cất, con cái này, vợ chồng này là của tôi rầy la là do tôi làm, tôi ăn cắp là do tôi làm, thí dụ vậy. Cho nên chúng ta mới luân hồi trong sinh tử, không thể nào thoát khỏi cách suy nghĩ như vậy. Ngoại trừ chúng ta đạt được đẳng cấp tối cao, A-Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì lúc đó chúng ta mới nhìn thấu được mọi sự việc, mới trở thành Phật. Vì vậy mà Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói, không có chuyện chi cả. Người ta la mắng Ngài thì Ngài cũng chỉ cười. Nếu bị phỉ báng, Ngài cũng không có phản ứng. Các đệ tử Ngài phản ứng, nhưng Ngài thì không. Nghe nói, có thời gian Phật đến một nơi toàn là người ngoại đạo, có nghĩa là họ không tin đạo của Phật Thích Ca Mâu Ni, không tin lực lượng của Ngài. Họ không tìm được đạo cho nên mới gọi là ngoại đạo. Họ phá Phật Thích Ca Mâu Ni mãnh liệt đến nỗi Ngài không có lương thực để ăn, không ai cúng dường gì cả, không ai tin Ngài, nên mỗi ngày Ngài phải dùng thức ăn của ngựa. Các đệ tử của Ngài mới thưa rằng họ ở đó không một ai cúng dường, hoằng pháp không thuận lợi, tốt nhất là nên rời đến chỗ khác, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đệ tử phải nhẫn nại, khi nào xong rồi mới đi. Arjuna tuy đã thấy được sư phụ bên trong, nhưng đẳng cấp của Ngài hình như còn chưa cao lắm, chưa phải là tối cao, cho nên Ngài vẫn còn cảm thấy có trách nhiệm, vẫn còn cảm thấy mình giết người. Vì vậy sau cùng, Ngài vẫn phải chịu nhân quả đó. Khi chúng ta cảm thấy có trách nhiệm, thì chúng ta thật sự lãnh trách nhiệm đó, tất cả đều do tâm tạo, sự thật là như vậy, nhưng mà khó để không có cảm giác tội lỗi đó, chúng ta không thể nào thoát khỏi được thành kiến của mình. Thành kiến của chúng ta từ đâu đến? Nó vốn không phải của mình, mà do xã hội, phong tục, tập quán, đạo đức, pháp luật quốc gia dạy chúng ta như vậy. Thành kiến ảnh hưởng đầu óc chúng ta, và không thể xóa sạch được, cho nên chúng ta phải tu hành. Tuy nhiều người nói thiên hạ vốn vô sự, phiền não do tự mình gây ra, hoặc nghiệp chướng vốn là không, nhưng mà ai có thể đạt được cái vốn không này? Mỗi ngày quý vị vẫn còn cảm thấy có tội lỗi, phải không? Cho nên chúng ta cần phải tu hành để xóa sạch cảm giác tội lỗi này. Trong Kinh Chí Tôn Ca có nói, nếu chúng ta đạt được đẳng cấp linh thể, thì chúng ta không cần phải thay đổi hành động, chúng ta sẽ hiểu được những gì chúng ta làm là không phải do cá nhân làm, mà là mệnh lệnh từ trên đưa xuống, tất cả đều có sự an bài, giống như trong Thánh Kinh có nói, dù là một sợi tóc trên đầu rơi xuống, cũng là do Thánh Ý Chúa định, phải không? Phật giáo có nói, nhất thiết vi tâm tạo. Nếu tâm chúng ta đã cởi mở, chúng ta không nhận chúng ta phạm lỗi, thì chúng ta không phạm lỗi. Nếu vậy thì sao chúng ta lại sợ bị xuống địa ngục? Các kinh điển đều nói giống nhau, như Kinh Chí Tôn Ca, Kinh Thánh và các Kinh Phật đều nói cùng một lẽ. Lão Tử cũng nói thiên hạ vốn vô sự, có nghĩa là chúng ta không có chuyện gì phải làm cả, không cần phải gánh chịu trách nhiệm. Vô vi có nghĩa là vậy. Chúng ta có cùng một vấn đề như Arjuna, tuy chúng ta biết mình yếu đuối, chúng ta sinh ra đâu biết gì, không phải do chúng ta chủ động, vậy mà có lúc chúng ta muốn tránh cảm giác tội lỗi cũng không được, phải vậy không? Có lúc chúng ta thấy dường như có ai chủ động cho chúng ta làm, chứ không phải chúng ta muốn, không phải đầu óc phàm phu của chúng ta làm, nhưng chúng ta cũng không có cách nào tránh khỏi cảm giác tội lỗi đó, có phải vậy không? Vì thế mà chúng ta mới bị luân hồi sinh tử, vì chúng ta cảm thấy là chúng ta làm, cho nên chúng ta cần phải trở lại gánh trách nhiệm đó, quả báo đó. Cho nên tôi mới dạy quý vị rằng, khi làm việc gì thì phải nghĩ đó là làm việc cho sư phụ bên trong. Nếu không tin sư phụ bên trong, thì phải nghĩ rằng làm việc cho Phật Bồ Tát, làm theo chỉ thị của Phật Bồ Tát, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta bố thí, nhưng mà không bố thí, mới thật sự bố thí là nghĩa đó. Nếu chúng ta còn cảm thấy mình làm việc tốt, thì phải trở lại nhận quả báo tốt đó. Nếu chúng ta cảm thấy mình làm chuyện xấu, thì phải trở lại nhận ác báo. Tuy chúng ta biết như vậy, mà không cách nào tránh được, thì cần phải tu pháp môn Quán Âm, mỗi ngày sẽ xóa đi một chút, những ảnh hưởng, những ấn tượng khó xóa, những thành kiến không thể quên được, vì nó đã đời đời kiếp kiếp in sâu vào đầu óc chúng ta. Chúng ta không thể dùng trí thức, dùng cách suy nghĩ hiện thời, mà có thể bảo đầu óc chúng ta lập tức không cảm thấy tội lỗi. Vì vậy mà chúng ta phải tu pháp môn Quán Âm. Chúng ta dùng âm lưu để rửa nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng tức là thành kiến của chúng ta, là những quan niệm mà chúng ta không thể xóa bỏ được. Nghiệp chướng là như vậy, chứ không có gì khác. Nếu không, theo như trong Thánh Kinh nói, một sợi tóc rơi xuống cũng đều là thiên ý, thì sao chúng ta lại cảm thấy có tội lỗi? Như vậy chúng ta có thể đi trộm cướp, giết người, có thể làm những chuyện sai trái, và cho rằng đó đều do Thượng Đế làm, phải vậy không? Nhưng không được, đó chỉ là một cách nói với tầng tâm thức cao mà thôi. Chúng ta sống ở đây là phải làm chuyện đạo đức. Vì vậy, tuy Lão Tử nói thiên hạ vốn vô sự, nhưng Ngài còn nói thêm là đạo hình như bênh vực người có đạo đức, lương thiện. Đạo vốn rất trung lập, nhưng hình như thiên vị người tốt. Vì sao vậy? Vì chúng ta sống trên thế giới này thì phải học theo thế giới này. Thế giới này nói sát sinh không tốt thì chúng ta không thể sát sinh. Một khi sát sinh là phạm luật của thế giới này, chúng ta không thể thoát khỏi pháp luật đó. Ví dụ như ở nước tự do, chúng ta muốn bán giá bao nhiêu thì bán, chỉ cần trả thuế cho chính phủ là được rồi. Chúng ta rất tự do, muốn buôn bán thứ gì thì bán thứ đó. Nếu chúng ta đến nước Cộng sản thì luật pháp ở đó khác, nếu có bị chính phủ kiểm soát công việc buôn bán, thì chúng ta cũng không thể nào nói rằng mình không biết có như vậy ở nước mình. Nước tự do là nước tự do, còn nước Cộng sản là Cộng sản. Khi đến nước Cộng sản, thì chúng ta phải tôn trọng luật pháp ở đó, thí dụ vậy. Tổng thống Mỹ có đến Trung Quốc, thì cũng phải tôn trọng quy luật của Trung Quốc, không thể cho rằng làm Tổng thống Mỹ rồi, muốn làm gì thì làm, như vậy không được. Có những nơi họ không cho xem thì Tổng thống Mỹ cũng không thể đến xem. Có những điều họ không cho nói thì cũng không thể nói. Nếu không thì Phật Bồ Tát độ chúng sinh quá dễ rồi. Xuống trần gian làm phép là kéo cả nhân loại lên, chẳng hạn như lấy túi phép ra, hút chúng sinh vào hết như trong Tây Du Ký vậy, hút hết về cõi Tây Phương cho tiện. Nhưng không được thuận lợi như vậy đâu. Cho dù là vị Phật nào xuống đây cũng đều phải rất cực nhọc, phải thương lượng với chúng sinh, phải giao thiệp buôn bán với họ, làm bạn với họ, tiếp xúc thân mật với họ, dùng lý lẽ mà độ họ, chứ không thể dùng bất cứ quyền lực nào. Cho nên ai đến thế giới này mà dùng thần thông là không đúng. Dùng thần thông biểu diễn cho người ta thấy thì không phải là minh sư thật sự. bởi vì một minh sư chân chánh sẽ hiểu rõ pháp luật của thế giới này. Ngài hiểu pháp luật của cả vũ trụ, cho nên Ngài không thể làm sai. Ngài đến đây như là phàm phu vậy, cho nên mới nói là hằng thuận chúng sinh. Đó không có nghĩa là khi chúng sinh làm chuyện xấu, thì Ngài cũng làm chuyện xấu, mà hằng thuận chúng sinh, tức là phối hợp theo pháp luật của họ. Vì vậy có nhiều vị đạo sư hoặc minh sư, bản thân họ tuy rất tự tại, nhưng họ dạy đệ tử rất là nghiêm khắc. Ngày xưa ở Trung Hoa, có một vị minh sư đến triều đình gặp vua, hình như là làm việc gì cho quốc vương. Nhà vua rất cảm ơn vị minh sư này, do đó mới tặng cho vị này mấy người vợ đẹp, đương nhiên là vị này nhận hết. Các đệ tử lúc đó mới ganh tị, thưa với Ngài rằng, nếu Ngài có nhiều vợ như vậy, thì họ cũng có thể lấy vợ được. Thầy của họ mới lấy một nắm kim, nuốt vào bụng như là ăn bún vậy, sau đó mới phát cho đệ tử mỗi người một cây kim, và nói rằng nếu họ cũng có thể ăn kim được như vậy, thì cho họ lấy vợ. Trong lúc khẩn cấp, vị thầy mới dùng phương pháp này. Đa số những vị minh sư đều không dùng loại thần thông đó, nếu họ có dùng, chúng ta cũng không biết, ngoại trừ chúng ta thấy ở bên trong. Thấy ở bên trong không có liên quan gì đến người ở bên ngoài, người khác không thấy được, chỉ có hai thầy trò biết được mà thôi. Đó là thế giới của chúng ta, là nhà của chúng ta, cho nên chúng ta không vi phạm luật ở bên ngoài, vì bên ngoài là nước nhà của người ta, là nước của ma vương. Chúng ta làm thần thông ở bên trong thì không sao, vì bên trong là quốc gia của mình, quý vị có thể hướng vào để nhìn thấy sư phụ bên trong. Lúc đó mình ở trong nước mình, là cảnh giới bên trong của mình, nó không liên quan gì đến bên ngoài, không xen vào nhân quả bên ngoài. Nếu làm thần thông ở bên ngoài, ai nấy cũng biết hết thì không được. Đa số người tu hành khi đạt được đẳng cấp linh thể, tức là đẳng cấp tối cao, đẳng cấp thành Phật, thì họ rất tự tại, họ làm gì cũng không có nhân quả, họ đã siêu nhân quả rồi, nhưng đa số họ không làm thần thông. Nếu cần thiết lắm, thì họ cũng có thể dùng thần thông, nhưng họ không cần phải biến đổi hành động của họ. Họ cũng sống như phàm phu vậy, nhưng họ không bị nhân quả. Còn nếu như chưa đạt được đẳng cấp đó, thì làm gì cũng bị nhân quả, vì không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Nhân quả đó tức là hạ ý thức của chính mình, đầu óc chúng ta thâu vào và tự nó phán đoán. Vì đầu óc đã bị rất nhiều ảnh hưởng, nó bảo mình việc đạo đức là phải làm như thế nào, bây giờ nếu làm khác, thì bên trong sẽ nói rằng làm như vậy không đúng. Đó là đầu óc của chúng ta nói. Nếu chúng ta không thoát khỏi đẳng cấp của đầu óc, thì không cách nào thoát khỏi được bể khổ. Cho nên, mỗi ngày cần phải nỗ lực tu hành, ít nhất phải tu hành đạt đến cảnh giới thứ ba, thì chúng ta mới được tự tại, vì ở thế giới đó không còn nhân quả, không còn đầu óc. Ai cũng biết, thiên hạ vốn vô sự, nghiệp chướng vốn là không, nhưng mà tất cả đều xuống địa ngục. Nghiệp chướng vốn là không, nhưng có địa ngục, cho nên mới phải tu pháp môn Quán Âm. Hơn nữa, sống trong thế giới này, tuy chúng ta tu hành đạt được đẳng cấp rất cao, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ sự an toàn cho người khác, trong mọi phương diện. Ý nói, thí dụ chúng ta làm việc xấu, người khác sẽ phỉ báng, lúc đó họ sẽ tạo ra nghiệp chướng. Trong vô hình chúng ta khuyến khích họ làm việc xấu. Cho nên người tu hành cần phải trì giới cho rõ ràng, ngoại trừ trường hợp rất đặc biệt, không cách nào tránh khỏi, thì mới làm chuyện ngoại lệ, nhìn như là phạm giới vậy. Nhưng phải tu hành đạt được đẳng cấp cao, thì lúc đó mới có thể biết được khi nào có thể làm và khi nào không. Nếu ai cũng nói, tôi đã thoát khỏi bể khổ, tôi đã liễu thoát sinh tử, tôi muốn làm gì thì làm, không có nhân quả, như vậy không thể được. Lúc nào chúng ta còn cảm thấy có tội lỗi là còn chưa được, nhưng cũng phải rất cẩn thận về điều này, vì người có lòng hung ác cũng không có cảm giác tội lỗi, phải vậy không? Bởi vì cây kim chỉ nam đạo đức của họ đã hư rồi, cho nên họ muốn làm gì cũng được, có khuyên họ làm chuyện tốt họ cũng không nghe. Chúng ta phải cẩn thận, mới nhập môn tu hành chưa được bao nhiêu, cảm thấy không có tội lỗi, rồi tưởng rằng hay lắm. Như vậy không được, như vậy là tự gạt mình. Rất có thể, cách cư xử bên ngoài, mình còn giống như người ta, chỉ khác ở điểm là chúng ta có được một chút âm thanh mà thôi. Vì mới nhập vào dòng âm lưu, cho nên nghiệp chướng còn chưa được sạch lắm. Khi tôi nghe ai nói, Thượng Đế cho họ nhiều nhiệm vụ ở thế giới này là tôi sợ lắm. Đó có nghĩa là con quỷ ngạo mạn đã đến gạt chúng ta không nên nghe theo lời họ. Người tu pháp môn Quán Âm mà còn đi hỏi vị thần nào đó, hỏi người lên đồng bóng, hoặc quỷ ma nào đó, thì tự mình phải cảm thấy rất hổ thẹn. Tại sao hành động lại như những cụ bà mê tín như vậy? Vậy thì làm sao là người đại tu hành cho được? Đã tu pháp môn Quán Âm, sao còn rơi vào đẳng cấp này, để đi nghe người ta nói, ai là người từ ngoài tam giới đến và ai là người trong tam giới, vân vân. Tại sao lại đi nghe những người lên đồng còn ăn thịt uống rượu, chấp nhận cho chúng sinh Atula nhập vào lợi dụng xác thân họ? Tôi không có ý xúc phạm ai, họ là những nạn nhân đáng thương mà thôi. Có người không phải cố ý làm như vậy, nhưng vì linh thể của họ quá mẫn cảm, mỗi lần gặp quỷ thần là linh thể họ bị đẩy ra khỏi thể xác, chúng lợi dụng xác thân họ để nói chuyện. Lý do là vì xác thân họ không đủ trong sạch. Đa số những tình trạng đó đều là như vậy. Rất có thể có chúng sinh vô hình thân tâm trong sạch hơn, nhưng mà đa số đều là chúng sinh Atula đến chơi với họ. Cho nên chúng ta phải xem nơi mình. Nếu như chúng ta tin quỷ thần, hoặc là người lên đồng bóng, nói cho chúng ta biết mình là Bồ Tát nào đó tại thế, sau này còn có nhiều nhiệm vụ khác, thì chúng ta phải cẩn thận. Nếu chúng ta muốn tin họ, thì phải xem mình có bao nhiêu năng lực, ánh sáng tu hành được bao lớn, nghe được những âm thanh và thấy được những cảnh giới gì, có 100.000 ức hóa thân không, hoặc là có vài hóa thân cũng được. Rất có thể chúng ta là chúng sinh ngoài tam giới đến, nhưng phải xem mình có đạt được hay không trước đã. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế giới này, lúc còn nhỏ là Ngài đã biết rồi, Ngài nói Ngài từ trên trời xuống, nhưng sau này Ngài cũng không biết Ngài là ai, Ngài phải tu hành, tu rất cực khổ, tu khổ hạnh đến mấy năm trời mới có thể rửa sạch hết được nghiệp chướng, vui chơi trước đó, rồi mới có thể đạt được quả vị Phật. Ngài là Bồ Tát hóa sinh, mà còn phải như vậy, huống chi chúng ta mới tu hành, đã vội tin vào lời quỷ thần, bảo rằng mình là ai, và có những nhiệm vụ gì. Bây giờ chỉ có một trách nhiệm nhỏ mà không làm hết được, còn đợi sau này có trách nhiệm gì chứ? Phải xem bây giờ mình hoàn thành được nhiệm vụ chưa, đẳng cấp tu hành có cao không, có tăng thêm không? Chưa có đâu, đó là do ma quỷ, loại ma quỷ ngạo mạn chuyên môn đến gạt người. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, chúng ta nên sợ những thứ quỷ ngạo mạn, tâm ngạo mạn mà lộ ra thì sẽ tiêu tan rất nhiều công đức, phải bắt đầu từ ABC, phải bắt đầu lại từ lớp mẫu giáo, rất khó mà khôi phục trở lại. Nếu rơi vào đẳng cấp quỷ thần, lại chúng, nghe và tin chúng, thì rất là phiền, khó mà khôi phục trở lại lắm, rất là phiền phức. Ở Formosa có rất nhiều người muốn tu hành, rất thành tâm, tìm minh sư đã nhiều năm, nhưng một khi đã tìm được minh sư rồi thì cũng phải cẩn thận. Nhớ bảo vệ đẳng cấp của mình, không nên tùy tiện lại quỷ thần, làm như vậy đương nhiên đẳng cấp sẽ rớt xuống. Tôi đã nói qua rồi, nếu quý vị đi lại quỷ thần thì công đức đều bị chúng lấy hết. Lại bên ngoài hoặc bên trong gì cũng vậy, lại nhầm sư phụ giả bên trong hoặc lại quỷ thần ở bên ngoài, đều bị mất công đức, kể như đưa công đức cho chúng. Nếu chúng ta như vậy thì biết ngay mình không phải là người ngoài tam giới đến. Người ngoài tam giới đâu có mê tín như thế, chẳng khác gì như các bà cụ vậy. Động đến là sợ, sợ quỷ, sợ thần, rồi đi hỏi chúng, ngươi cần gì? quỷ thần muốn gì chúng ta lập tức biết ngay. Chúng chỉ muốn quấy nhiễu chúng ta mà thôi, chứ không muốn gì cả. Chúng không muốn chúng ta đi lên thôi, chứ không muốn gì khác. Ma quỷ chuyên môn làm những chuyện đó, không muốn gì khác. Chúng ta mê tín như vậy thì đâu có Thượng Đế nào giao phó trách nhiệm cho chúng ta. Có những người thật tội nghiệp, khi thọ Pháp xong có được một chút công việc, một chút trách nhiệm, rồi tưởng rằng mình hay lắm, không kiểm thảo mình, không chịu học cho nhiều, không cầu đạo, rồi bị cưng chiều, hư đi. Đa số các tông phái đều cưng chiều người ta theo kiểu đó. Họ mới nhập môn, có một chút tài năng và nhiệt tâm giúp cho tông phái đó rất nhiều, hoặc giúp người đi thuyết Pháp, được người ta bầu làm hội trưởng, và rồi sau này công đức càng lúc càng ít dần. Cho nên tu hành khó là ở chỗ đó, vì đa số đều cưng chiều người ta, khen người ta cho đến khi họ bị hư. Vì vậy mà đến tu với tôi mới khó, không mấy người muốn đến. Có lúc đối với những người đó tôi phải miễn cưỡng giữ lễ phép một chút, sợ đối với họ thẳng thắn quá thì họ sẽ chịu không nổi. Thật sự là như vậy, thấy tội nghiệp cho họ. Làm như vậy tuy không mấy hay, nhưng không còn cách nào hơn. Thời mạt Pháp rất khó độ chúng sinh, thời xưa còn rất khó độ, huống chi là ngày nay. Chúng sinh ngày nay cũng không văn minh đến đâu, ăn trùng như là ăn mì vậy. Cái gì cũng muốn ăn, như có ca sĩ cho rằng ăn con dế tốt cho cuống họng, thật là mê tín. Vì thấy con dế biết gáy, cho nên tưởng rằng ăn vào sẽ có giọng hay. Thật ra chỉ cần uống nước chanh là tốt cho cuống họng rồi. Cũng như có người cho rằng ăn tim thì bổ tim, ăn ốc thì bổ ốc. Ôi, tôi thật không hiểu thế giới này là loại thế giới gì. Quý vị còn 108 câu hỏi gì đó thì mang ra đây. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Tây Hồ Formosa vào ngày 8 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Chuyện người tu hành Ấn Độ Arjuna. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 15.